chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho đất thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hành chơi biên tập bình minh thời gian ngày 13 tháng 9 năm 2010 địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội hồng kông tập 142 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 164 Hàng thứ tư Bắt đầu xem từ câu thứ nhất Duy chỉ có Pháp môn tịnh độ trong kinh này Đã là kỳ lạ nhất Lại là đặc biệt nhất Bên dưới Theo Phẩm Bảo Liên Phật Quang trong kinh Từ y báo Quả báo Chủ bà Một nhiều vân vân Đã nói rõ Theo thượng tình mà nói Hoa sen trong hồ Là y báo Nếu nói là y báo Nhưng mỗi một hoa Phóng ra 36 trăm ngàn ức ánh sáng Trong mỗi ánh sáng Xuất hiện 36 trăm ngàn ức vị Phật Cho thấy Đức Phật hiện ra từ hoa Nên gọi là ngoài hoa không có Phật Nên không thể nói là y báo chúng ta bắt đầu xem từ đoạn này đây là giải thích giải thích một câu trong kinh văn trú kỳ đẳng pháp ở trước chúng ta đã nói rất nhiều trong kinh điển đại thừa có nói đến kỳ lạ Cũng có nói đến đặc biệt Nhưng hai chữ kỳ đặc liền nhau thì rất ít Bởi thế Chư vị cao tăng Đặc biệt phân tích cho chúng ta thấy Vì sao trong kinh dùng câu có chữ kỳ đặc này <laughs> Hoàn toàn trở về Kinh Vô Lượng Thọ Chỉ có Kinh Vô Lượng Thọ Pháp môn tịnh tông Đích thực là Kỳ diệu nhất Cũng là đặc biệt nhất Trong phẩm 21 của kinh này Phẩm Bảo Liên Phật Quang chúng ta có thể thấy bất luận là từ y báo hay chánh báo hoặc là từ nhân hay là từ quả hoặc là từ chủ từ bạn cho đến đối với một và nhiều một tức là nhiều nhiều tức là một trong kinh hoa nghiêm nói một tức vô lượng vô lượng tức một đều xuất hiện trong kinh văn này. Bên dưới đưa ra ví dụ. Theo thường tình mà nói, đối với kiến giải của thế gian chúng ta mà nói, hoa sen trong ao, hoa sen trong ao thất bảo đúng ra là y báo. Người niệm Phật vãng sanh cực lạc Trong mười phương thế giới Đều là hoa sen hóa sanh Nên Hoa sen là nơi của Bồ Tát Khắp mười phương vãng sanh Thế giới cực lạc không có thai sanh Rất đặc biệt đều là hoa sen hóa xanh hoa sen cũng là biểu pháp duy chỉ có loài hoa này là nhân quả đồng thời trong tất cả các loài thực vật chúng ta thấy nhất định là hoa nở trước sau đó mới kết quả nhân quả không đồng thời sau khi hoa rụng quả mới trưởng thành duy chỉ có hoa sen là nhân quả đồng thời quý vị xem khi hoa mới nở trong đài sen đã có hạt đây nói lên điều gì người niệm phật Cổ nhân nói rất hay Một câu Phật hiệu là một vị Phật Mỗi niệm tương ưng với Phật Đây là nhân quả đồng thời Trong các pháp môn khác không có vì sao pháp môn này lại có? Pháp môn này nói với chúng ta Tất cả chúng sanh vốn là Phật Thị tâm thị Phật Thị tâm tác Phật Vốn là Phật Tức là thị tâm thị Phật Bây giờ quý vị niệm Phật Là thị tâm tác Phật Nhân quả đồng thời Pháp môn này đặc biệt lỡ chỗ này Đồng thời hoa sen cũng biểu trưng Một lên từ bùn mà không nhiễm mùi bùn Rễ của hoa sen mọc ở trong bùn Bùn là tượng trưng cho lục đạo Lục đạo gọi là cõi uế Cành của hoa sen ở trong nước Nước tượng trưng cho cõi tịnh nước tượng trưng tứ thanh pháp giới thanh văn duyên giác bồ tát phật hoa nở trên mặt nước đây tượng trưng điều gì Nhiệm, tịnh, nhiễm tịnh nhị viên đều buông bỏ chẳng những nhiễm buông bỏ mà tịnh cũng buông bỏ hoàn toàn trở về tự tánh tượng trưng cho ý này đối với thế tục mà nói, thì hoa sen đích thực là y báo. Y báo nghĩa là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Chúng ta cần phải nương vào đó mà sanh tồn. Nếu đó, đó là y báo, trong kinh nói với chúng ta, mỗi một hoa sen phóng ra ba mươi sáu trăm ngàn ức ánh sáng. Đây chính là hoa sen phóng quang Mỗi đóa hoa đều phóng quang Trong quang có Phật Trong bội ánh sáng xuất hiện sáu trăm ngàn ức Phật Số chữ này đều là biểu pháp Trong mật tông tượng trưng cho đại viên mạng Ba mươi sáu trăm ngàn ức là tượng trưng cho ý này Chứng minh giáo nghĩa trong bộ kinh này Có đại thừa, tiểu thừa Đầy đủ tất cả giáo nghĩa của các tông phái Có tông, có phái Có hiển, có mẫn cho nên đây là biểu thị kinh này có liên quan đến mật tông như ở trước chúng ta nói bồ tát phổ diện ngài là truyền nhân sớm nhất của mật tông cho thấy phật hiện ra từ hoa sen nên nói ngoài hoa không có phật Phật là chánh báo Hoa là y báo Y chánh không hai Y chánh đồng thời Nếu nói là chánh báo Đơn thuần từ Phật mà nói đây là chánh báo Trong kinh nói Hoa có trăm ngàn ức lá Rõ ràng nói là hoa lá Chứ không phải thân Phật Nên không thể nói là chánh báo Thực tế mà nói Y chánh không hay Y chánh đồng thời Nếu nói là nhân Đây đều là từ trên phàm tình mà nói Trước nở hoa Sau đó mới kết quả Nhưng ở đây là quả đức của Như Lai thành tựu Thế giới Tây Phương Cực Lạc Là Phật A Di Đà Dùng thời gian năm chiếc tu thành Tu thành quả đức Cho nên nó không phải nhân Vấn đề này đến phần kinh văn ở sau Chúng ta còn học đến Có một đoạn nói về lịch sử Của thế giới Tây Phương cực lạc Thế giới này do đâu mà có Phật A-di-đà lúc còn ở nơi nhân địa phát tâm như thế nào, tu hành ra sao, mới đạt được quả báo này. Đoạn này mang đến cho chúng ta rất nhiều lợi ích Chúng ta nên học tập theo Phật A di đà Một người phát chân tâm Sẽ cảm động vô lượng vô biên Chư Phật như lai trong mười phương Mọi người đều quan hỷ giúp quý vị Thành tựu quý vị Phật A Di Đà phát nguyện rằng Phổ độ tất cả chúng sanh khổ nạn khắp mười phương thế giới Chúng sanh khổ nạn là chỉ ba đường ác của sáu đường Chúng sanh trong ba đường này khổ nhất Ngài đã phát đại nguyện như vậy Thầy của Ngài Ngài có một vị thầy Chính là tự tại vương Như Lai Rất hoan hỷ, rất tán thán Đã đem tất cả cõi nước chư Phật cho mười vương Hiện bày trước mắt Ngài Để Ngài tự xem khi ngài xem xong ngài đã chọn ra cái ưu tú hay nhất trong cõi nước của mười phương chư phật ngài nhìn thấy là từ trên mặt quả thì quả này là nhân gì tu được ngài cũng muốn tu giống như chư phật như lai vậy hoàn thành trong thời gian nằm kiếp bởi vậy thế giới cực lạc là, là tinh hoa trong cõi nước của chư phật tập đại thành những gì tốt đẹp nhất trong cõi nước chư phật có được biết bao nói cách khác phật di đà ở trong nhân địa cũng giống như khổng tử vậy học vô thường sư thấy điều tốt của người khác đều học thấy điều không tốt của người khác thì phản tỉnh xem mình có hay không có thì thay đổi không có thì cố gắng hơn đây là thái độ tu học vô cùng tốt ngài đã đầy đủ viên mãn bởi vậy Thế giới cực lạc đích thực là người vãng sanh tịnh độ Tập kết Vô lượng thiện căn thiện hành Thành tựu nên Nhân tố chủ yếu của nó Là Phật A-di-đà phát tâm rộng lớn Tâm vô thượng Tạo thành thế giới cực lạc Điều này có thể làm được sao? Chúng ta nghe xong có thể tin được chăng? Được Vì sao vậy? Vì trong kinh điển Đại Thừa Đức Thế Tôn thường nói Mười phương thế giới y chánh trang nghiêm Từ đâu mà có? Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến lại từng nói với chúng ta rằng tất cả pháp từ tâm tưởng sanh thế giới cực lạc là, là từ tâm tưởng của phật a di đà sanh ra các nhà lượng tử lực học hiện đại đối với những hiện tượng vật chất và hiện tượng tự nhiên giữa vũ trụ cũng phát giác được Tất cả mọi hiện tượng đều không tách rời ý niệm Hiện tượng vật chất là gì? Đây là nói đến bản chất của vật chất Là khuyển tướng do ý niệm tích lũy liên tục mà phát sinh ra Chúng ta ngộ nhận nó là thật bởi thế bất cứ vật chất nào cũng có thể trở về với năng lượng năng lượng này là năng lượng của tinh thần tức là ý niệm đều có thể trở về ý niệm bởi thế những gì trong kinh nói chúng ta có thể tin đã sinh thì chúng ta cần phải phát tâm học theo phật a di đà phật a di đà khởi tâm đồng niệm có thể nói là thuần tịnh thuần thiện cho nên thế giới cực lạc gọi là tịnh độ sự tốt đẹp của thế giới đó là thuần thiện Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta thấy Cư dân ở cõi nước đó Đều là bậc thượng thiện Chúng ta biết rằng Không chỉ là thượng thiện Mà là thượng thượng thiện nhân Ta có thể nói như vậy Tâm thái của nhân dân cõi đó rất tốt Hoàn toàn không có chút ý niệm nào bất tiện Làm gì có hành vi bất tiện Là một nơi vô cùng thù thắng đặc biệt Lục đạo chúng sanh Trong cõi nước mười phương tập ký phiền não rất nặng. Cũng có thể vãng sanh. Điều này thật sự đặc biệt. Bất cứ pháp môn nào trong tám vạn ngàn pháp môn, nếu như chưa đoạn tận tập ký phiền não thì không thể thành tựu. Dù quả vị thấp nhất cũng không thành tựu được. Quả vị thấp nhất như trong kinh Hoa Nghiêm Chính là Bồ Tát Sơ Tính Nhị tính của thập tính vị Đây là quả vị rất nhỏ Sơ quả tu đà hoàng trong thanh phan Đều phải đoàn hoặc mới có thể chứng được Chưa đoạn được nhất phẩm tập khí phiền não là không được Như vậy không thể chứng được Phật môn này Điều vô cùng đặc biệt gọi là Đới nghiệp vãng sanh Phiền não đoạn tận rồi chăng? Chưa đoạn Chỉ cần khống chế được phiền não Nó có Nhưng không khởi tác dụng được Khống chế lúc nào Một niệm sau cùng khi vãng sanh nếu không chế được nhất niệm này Liền được vãng sanh Đới nghiệp vãng sanh là một niệm sau cùng Không phải nói bình thường Đó là thời khắc then chốt Niệm sau cùng là A-di-đà Phật Đừng nghĩ đến điều gì khác Họ sẽ vãng sanh Sẽ thành công Đến thế giới cực lạc Chúng ta biết Bất luận là thiện hay ác Quả báo hiện tiền Nhất định phải đầy đủ bốn loại duyên Quý vị có nhân của thiện ác Gọi là đối nghiệp Nhưng duyên thì thế giới chúng ta có Còn thế giới cực lạc không có Có nhân mà không có duyên Thì nó không khởi hiện hành Đặc biệt duy nhất chỉ ở cõi nước này Thật sự là hy hưởng Vì thế bản sanh đến thế giới cực lạc Như trong kinh quán của lượng thọ Phật nói Cõi phạm thánh đồng cư Hà hà phạm phạm sanh Đại khái đa phần đều là như chúng ta Là niệm Phật vãng sanh Sanh đến đó được oai thần bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trị Quý vị xem trí tuệ, thần thông, đạo lực Đều bình đẳng với Bồ Tát A Duy vị trí Đây là nói cõi phạm thánh đồng cư Nói cách khác Sự đại ngộ ở cõi phạm thánh đồng cư Là đại ngộ của cõi thần báo Quả là không thể nghĩ bàn Cõi à, phạm thánh đồng cư Đều là đại ngộ của cõi thật báo Vậy ở cõi phương tiện hữu dư Thì không cần phải nói Chúng ta cũng có thể nói như vậy Thế giới Tây Phương cực lạc Là thế giới của Bồ Tát A Duy Việt Trí Là thế giới của Bồ Tát Phổ Hiền Có thể nói như thế nhưng trong đó vẫn có tam bối cửu phẩm không sao cả lý sự vô ngại sự sự vô ngại cảnh giới hoa nghiêm hoàn toàn xuất hiện ở thế giới cực lạc một đời tốt đẹp như vậy bây giờ chúng ta đã hiểu Đến đó được hay không là do một niệm sau cùng, mỗi ngày niệm Phật là đang làm gì? Giống như luyện binh vậy. Một niệm khi lâm chung là đánh trận. Chính là hy vọng niệm thuần thục để đừng quên Phật hiệu, đến khi lâm mạng chung vẫn nhớ đến Phật A Di Đà, như vậy là thành công, đạo lý chính là như vậy vì sao phải niệm từng giờ từng phút là đừng để các tạp niệm khác xen vào khi làm mạng chung khởi lên một vòng niệm như vậy là phiên phức tùy nghiệp lưu chuyển niệm a di đà phật cũng là nghiệp có thể gọi là tùy nghiệp lưu chuyển nếu một niệm sau cùng là phật a di đà quý vị sẽ đến được thế giới cực lạc còn như một niệm sau cùng là tham tâm khởi lên bất luận là tham điều gì tham danh hay tham lợi chỉ cần khởi tâm tham là đi vào đường ngạ quỷ nếu như tâm sân nhuế khởi lên niệm sau cùng Là tâm sân nhuế đi vào đường địa ngục Ngu si hô đô Là đi vào đường súc sanh Niệm sau cùng là nhân nghĩa đạo đức Ngụ luân ngủ thương Thì liền đầu thai vào cõi người Thường phẩm tập thiện nghiệp đạo Sanh vào cõi dục giới Quý vị xem đều là một điểm sau cùng Đây chính là khiến chúng ta bình thường đi tu dưỡng tâm mình Cũng phải giống như người ở thế giới cực lạc vậy Trong cuộc sống hàng ngày Bất luận là hoàn cảnh nào Thuận cảnh cũng được Mà nghịch cảnh cũng tốt Xung quanh chúng ta Người thiện cũng tốt Mà người ác cũng tốt đều có thể duy trì danh niệm, không bị ngoại cảnh bên ngoài quấy nhiễu, như vậy chắc chắn được sanh. Đó là gì? Bất luận trong hoàn cảnh nào đều là a di đà phật. Ngoài phật a di đà ra không có bất kỳ ý niệm nào khác. Cũng không nghĩ đây là người thiện, kia là người ác, đều không nghĩ. Người thiện a di đà phật, người ác cũng a di đà phật thuận cảnh a di đà phật mà nghịch cảnh cũng a di đà phật như vậy không có niềm vui nào bằng niệm phật như vậy gọi là công đức thành phiến người Niệm phật còn chuyển theo cảnh giới thì phiền phức này rất lớn Thuận cảnh thì sinh tâm hoan hỷ Trong nghịch cảnh có oán hận Niệm Phật như thế chẳng thể đến được thế giới cực lạc Dù niệm suốt đời Đời sau vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo Không thể không biết điều này Cho nên tiêu chuẩn trong kinh Trên đề kinh nói một cách rất rõ ràng Tiêu chuẩn là gì? Là thanh tịnh, bình đẳng, giác Thanh tịnh, bình đẳng, giác Chính là Phật A-di-đà Phật A-di-đà chính là thanh tịnh, bình đẳng, giác Vì thế chúng ta niệm Phật Phải làm cho tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng, giác Mà không mê của mình hiển lộ ra Như vậy liền được vãng sanh Cần thời gian bao lâu Mỗi người căng tánh không giống nhau Người lợi căng thì vài ngày Vài tháng là thành tựu Người căng tánh kém hơn một chút Từ vãng sanh luận Từ tình đồn thánh hiện luật chúng ta thấy Đa phần là không quá ba năm Có thể đến được cảnh giới này Đặc biệt là hiện nay Quý vị biết nhiều hơn tôi Tôi không tiếp xúc với tin tức Nên rất nhiều việc không biết Đều là nghe quý vị nói Thế giới này thiên tai xảy ra khắp nơi Có gì đáng để lưu luyến chăng? Hiện nay gọi là di dân Vì sao không di dân đến thế giới cực lạc? Là việc tốt Phật A-di-đà hoan nghênh chúng ta Không cực tuyệt Bộ kinh này Chính là sách chỉ dẫn về thế giới cực lạc Mà Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta Sách chỉ dẫn di dân đến thế giới cực lạc Y theo những gì trong này nói Nhất định đến đó thành công Không cần thời gian quá dài Trước khi thiên tai chưa bộc phát, chúng ta nhất định đến được đó. Nó không cần nhiều thời gian. Nên nhớ, chỉ cần thanh tịnh bình đẳng giác. Phải nhớ buông bỏ hết những nghịch cảnh, thuận cảnh, thiện duyên, ác duyên trong thế gian này. Ý niệm Thế chúng ta, ta không buông bỏ được Ý niệm khiến nó thống nhất Khiến nó quy nhất Nghĩa là bất luận gặp ai Đều là A-di-đà Phật Bất Chị. luận là gặp Chị. chuyện gì Cũng Chị. là A-di-đà Phật Chúng ta Lên đã chuyển đổi, 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 đổi được tâm thái Ở trước à, đã giới thiệu với quý vị Về Phật, Phật A-di-đà Đây là gì? Là đức hiệu của chân như tự tánh đây là thông hiệu của tất cả chư phật như lai trong mười phương ba đời đều có danh hiệu này danh hiệu này dịch sang tiếng trung sẽ hiểu ngay a dịch là vô di đà dịch là lượng phật dịch là trí tuệ tức giác ngộ hợp danh hiệu a di đà phật lại nghĩa là trí tuệ vô lượng giác ngộ vô lượng quý vị tự nghĩ xem có vị phật nào không phải là vô lượng giác đều là vô lượng giác nên họ thật sự là phật a di đà không phải giả những thứ chúng ta đối diện hiện nay cũng thật sự là a di đà phật không phải giả vì sao vậy vì tự tánh của họ là vô lượng giác bây giờ vì vọng tưởng phân biệt chấp trước chướng ngại nên họ mê nhưng mê là giả dạ, Không phải thật Chỉ nhất thời hồ đồ Họ sẽ giác ngộ Cho nên tất cả chúng sanh trong mắt chư Phật như lai Không ai không phải là Phật A Di Đà Đây không phải là vô lý mà là sự thật Chúng ta cần phải hiểu Từ đây thay đổi tâm thái Tất cả người sự vật đều là Phật A-di-đà Gặp côn trùng kiến gián cũng là A-di-đà Phật Nếu tâm thái này đạt đến đỉnh cao Đạt đến viên mãn Thì làm gì có chuyện không thành Phật bởi vậy chúng ta thấy đây là nói đến nhân quả hoa này là quả đức của như lai thành tựu không thể nghĩ bằng nên nó không phải là nhân nếu nó là quả nhưng hoa này là phật mười phương thế giới sanh ra không đợi người tu hành công viên quả giác ý của quả cũng không thể thành lập không thể thành lập là vì nhân quả đồng thời nhân quả không hay hoa này vốn là trong nhân có quả trong quả có nhân quý vị thấy trong hoa đã có hạt Xung quanh đài sen là cánh hoa Đó xuất hiện cùng một lúc Không như các loại hoa khác Nếu nói là chủ Tức có thể bao hàm vô lượng trí tuệ Của mười phương thế giới Hàm nhiếp tất cả Bạn này rất nhiều Phật giáo, giáo nói chủ bạn viên dung Bạn của nó rất nhiều Nếu nói là bạn Tức là ngoài tâm không có pháp Duyên chỉ có chánh giác của Như Lai Y chánh chủ bạn Tất cả trong thế giới cực lạc Đều là tự tâm A-di-đà Như Lai sở hiện Ở đây quan trọng nhất Là tự tâm Phật A-di-đà hiện ra Tự tâm Phật A-di-đà và tự tâm chúng ta là cùng một tâm Không phải hai Vì thế Trong hệ niệm Pháp sự Thiền sư Trung Phong nói Tâm tôi tức Phật A-di-đà Phật A Di Đà tức là tâm tôi. Chúng ta phải thừa nhận câu này là thật không phải giả. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh bao gồm thế giới cực lạc. Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Bao gồm cả vũ trụ Đại vũ trụ Phẩm Hoa Tạng Thế Giới Và Phẩm Thế Giới Thành Tựu Trong Kinh Hoa Nghiêm Đã nói rất tương tận Ngày nay Thiên văn học hiện đại trong báo cáo phát hiện của họ So với Hoa Nghiêm Thì khoảng cách thua quá xa Trong kinh Phật Có triết học cao cấp Có khoa học cao cấp Bất luận là nói luận lý Nói ngộ trường tưởng duy bát đức Nói đến thế giới vi quan Hay nói đến thế giới vĩ quan Đều nói một cách thấu trị Nói đến cứu cánh viên mãn Nên Kinh Văn nói đến đây Hy vọng mọi người có thể trực tiếp thừa nhận rằng A-di-đà Phật Tức là tâm tôi Nếu nói là một pháp Nhưng trong một hoa Có vô lượng ánh sáng Trong đó sinh ra vô lượng pháp Đây là gì? Là một thức vô lượng Nếu nói là vô lượng Tức chỉ có một câu danh hiệu Ba loại trang nghiêm nhằm nhất pháp cú nếu nói sao nó sao là sao? vô được nói sao? nó sao? là một pháp đích thực tâm tánh đầy đủ vô biên diệu dụng trong hoàng nguyên quán chúng ta thấy hiện nhất thể khởi nhị dụng ở dưới càng tuyệt vời hơn thị tam biến bất luận là nhất điểm nhất điểm này là pháp giới tinh thần nhất trần vi trần là pháp giới vật chất nhất điểm nhất trần Đều chu biến pháp giới Điều gì chu biến pháp giới Bây giờ chúng ta gọi là dao động Dao động này chu biến pháp giới Một niệm chính là một dao động Nhất niệm này Bồ Tát Di Lặc nói một khẩy móng tay Có 32 ức trăm ngàn niệm Tôi tin rằng Người có thân thể mạnh khỏe Trẻ tuổi khẩy nhanh Ít nhất một giây có thể khẩy được 5 lần nếu một giây khẩy năm lần Thì trong một giây có bao nhiêu ý niệm Chúng ta nói dao động này có bao nhiêu lần Một ngàn sáu trăm triệu lần Quá vi tế Nhất niệm Là một ngàn sáu trăm triệu trên một giây Nhất niệm này lập tức chu biến pháp giới Xuất sanh vô tận Hàm dung không hữu Đây là vũ trụ quan của Phật giáo Là thật không phải giả Ý niệm vi tế như vậy Nhưng mười phương chư Phật như Lai đều nhận được Bản thân chúng ta không biết nhưng Phật Bồ Tát rất rõ ràng Ý niệm vi tế này đều rõ ràng Khốn gì ý niệm thô Ý niệm thô là ý niệm vi tế tích lũy Làm gì có chuyện không biết Tin tức này lập tức đưa đi khắp mười phương thế giới Không ai không biết nếu chúng ta thật sự hiểu được đạo lý này không dám có ác niệm vì sao vậy vì có ác niệm là điều đáng xấu hổ quý vị làm sao đối diện với tất cả chư phật hy lai trong mười phương ba đời vì sao vậy vì họ nhận được tin tức của quý vị rất rõ ràng Ngoài ra chúng ta nói đến điều gì? Mười Pháp giới thanh văn duyên giác Bồ Tát Trong mười Pháp giới cũng có năng lực này Nhưng khi họ tiếp thu được Tiếp thu được Mà vọng tưởng phân biệt chấp trước của họ Chưa đoạn tận Nên họ vẫn còn chướng ngại Họ đã nhận được Nhưng không khởi tác dụng Tuy vậy, đối với Pháp Thân Bồ Tát thì khác Họ hoàn toàn rõ ràng Trong Kinh Hoàng Nghiêm nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Thêm vào diệu giác như lai Người như vậy ở trong đại vũ trụ Vô lượng, vô biên, vô tận, vô số ý niệm này phát ra trong từng sát na, họ đều nhận được. Hết. quý vị làm sao có thể đối diện với đại chúng được? Đây là trong giáo lý đại thừa Đức Thế Tôn nói với chúng ta lời chân thật, điều này không hề giả. Dạ. Đây là trí tuệ chân thật trong tự tánh khai mở. Đều là Diệu dụng chân thật rốt ráo Nên quy về một câu danh hiệu Một câu danh hiệu này chính là Nam Mô A Di Đà Phật Ba loại trang nghiêm Trong bản sinh luận nói Phật trang nghiêm Bồ Tát trang nghiêm Đạo tràng trang nghiêm trong kinh luận gọi đạo tràng là cõi nước Tôi nói với chư vị là đạo tràng Chính là khu vực họ dạy học Khu vực này rất lớn Khu vực giáo hóa của Đức Thế Tôn Là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Đây là nơi giáo hóa của Ngài bây giờ chúng ta có thể lý giải toàn thể vũ trụ là tấm lưới cho ý niệm cấu thành giống như mạng internet hiện nay mạng internet không thể sánh với nó mạng internet quá thô tốc độ quá chậm trong tự tánh của chúng ta đây là đức tướng Giống như một mạng lưới Internet vậy Biến pháp giới hư không giới Trên với tất cả chư Phật Dưới với chúng sanh người pháp giới Không có gì vượt qua mạng lưới này Tất cả đều trong mạng lưới này Chúng ta có nhận thức như vậy Có khẳng định như vậy Đối với việc thu học hiện tại của chúng ta Giúp ích rất lớn Không phải như cổ đức của nho giáo nói Thập bục sở thị Thập thủ sở chỉ Không phải như vậy Vô lượng vô biên chư Phật Bồ Tát đều ở đó nhìn chúng ta. Chúng ta học Phật, nương Phật làm thầy. Một ý niệm bất thiện của chúng ta có thể xứng đáng với thầy chăng? Xứng đáng với tự tánh của mình chăng? Tất cả ý niệm bất thiện tự nhiên buông bỏ Buông bỏ tập khí phiền nặng Trí tuệ bác nhã trong tự tánh lập tức hiện tiền Nhập nhất pháp cú Nhất pháp cú này chỉ là danh hiệu Là Phật A-di-đà nên nói pháp môn này là kỳ diệu trong sự kỳ diệu Đây là thật Như chúng ta vừa mới nói An trú tất cả chúng sanh Vào trong chánh đạo của Phật Trong tâm chỉ có Phật A di đà Đây là chánh giác của Như Lai Là chánh đạo của Phật Kỳ diệu trong kỳ diệu Đặc biệt trong đặc biệt Không thể xưng, không thể thuyết Không thể xưng thuyết Nên nói là Pháp môn không thể nghĩ bằng ta không cách nào tưởng tượng được cũng không thể nào nói rõ ràng được lão tử nói đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh đạo khả đạo phi thường đạo là không nói ra được danh khả danh phi thường danh chẳng những không nói ra được mà nghĩ cũng không nghĩ đến được vì sao vì nghĩ là đệ lục ý thức trong kinh luận của tướng tông đức phật nói cảnh giới thức thứ sáu duyên đến vô cùng rộng lớn trong thế giới vĩ quan nó có thể duyên đến hư không Pháp giới Trong thế giới vi quan Nó có thể duyên đến a la gia Nhưng không duyên được tự tánh Vì sao vậy? Vì tự tánh không phải tinh thần Mà cũng không phải vật chất Nó không phải vật chất nên nhãn nhĩ tỷ thiệt thân Không duyên đến được Nó, Nó không phải tinh thần Nên đệ lục ý thức Cũng không duyên đến được Nên chỉ nói một câu Pháp không thể nghĩ bàn Không thể tưởng tượng Không có cách gì để nói Nghĩ ở đây là nghĩ bàn Ngôn ngữ không đạt đến được tư tưởng không đạt đến được đó là tự tánh khoa học và triết học phát triển như những gì phật giáo nói đặc biệt tương ứng với pháp tướng tông ngày nay khoa học phát triển về hai hướng vĩ quan là vật lý hư không vi quan là lượng tử lực học đích thực lượng tử lực học nói là tam tế tướng của a lại gia không duyên được tự tánh cho nên khi các nhà khoa học đạt đến đỉnh cao ở sau là đặt một dấu chấm hỏi Hiện tượng này Hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất Là dao động xuất hiện Vậy thì dao động từ đâu mà có Vì sao có dao động Nếu tiếp tục truy cứu Chính là dấu chấm hỏi Họ không đáp được Ở đây Đức Phật nói câu Pháp nhĩ như thị Chúng ta cũng rất khó lý giải Pháp nhĩ là nó vốn như vậy Hình như đây là lời ham hô lấy lệ Quý vị không nói rõ ràng về nó Thật sự không nói rõ được Ở sau Đức Phật nói Duy chỉ có chứng mới biết được Đây là khoa học của Phật Bản thân quý vị thân chứng sẽ minh bạch Sẽ biết được Thần chứng như thế nào? Đó chính là như Đức Phật nói Quý vị buông bỏ tất cả khởi tâm đồng niệm Phân biệt chấp trước thì sẽ biết Sẽ chứng được Cho nên đến sau cùng là chỉ có chứng được mới biết được Đức Phật không gạt người Đức Phật dạy tất cả chúng ta Tất cả đều phải thân chứng cảnh giới này đó là của chính mình Nghe người khác nói không tính Trong Phật Pháp gọi là giải ngộ Không phải chứng ngộ Giải ngộ là chưa chứng được Không được lợi ích Phải thực sự chứng được Thì bản thân mới có lợi ích Lợi ích này là ngũ chi lục quán viên mạng trong Hoàng Nguyên Quán nói Chỉ miễn cưỡng gọi là Pháp đặc biệt Đến đoạn này Ngày nay Đức Thế Tôn muốn tuyên dương Hoàng nguyện nhất thừa của Phật A-di-đà Đây là trong kinh vô lượng thọ Đức Phật thấy cơ duyên này đã thuần thục liền giới thiệu thế giới cực lạc cho mọi người Pháp đặc biệt nhất Là trú nơi sở trú của Phật Di Đà Phật Phật Thương niệm Hai câu này rất hay Chúng ta cần phải học Học điều gì? Trú vào nơi sở trú của Phật Di Đà Tịnh Tông nói là Thường tịch quan Trong triết học gọi là Bản thể của vũ trụ vạn hữu Phật Pháp gọi là Thường tịch quang phải trú vào trong này. Phật Phật tư niệm niệm Phật nghĩa là làm Phật. Trong quán kinh nói thì tâm thị Phật thì tâm tác Phật niệm Phật tức là thực sự thành Phật niệm Bồ Tát tức là làm Bồ Tát. Bây giờ chúng ta hoàn toàn minh bạch Trong tất cả chư Phật Thì Phật A-di-đà trang nghiêm thù thắng nhất Trong kinh này Đức Thế Tôn khen ngợi Ngài Thầy cho tất cả mười phương chư Phật khen ngợi A-di-đà Phật Nói Phật Di Đà là quan trung cực tôn, Phật trung chi vương. Đây là sự khen ngợi đến tô cung Không có gì phiền mãn hơn Không có gì cao hơn nữa Chúng ta thấu rõ rồi Không niệm với đà thì niệm gì Niệm gì cũng không bằng niệm di đà Tụng kinh gì cũng không bằng tụng kinh vô lượng đò này Đúng là bậc nhất trong các bậc nhất Nếu chưa lý giải rõ ràng thấu triệt về nó Trong tâm vẫn còn vọng tưởng Điều này không thể trách người khác Vì sao vậy? vì trước khi chưa thật sự hiểu rõ về phật pháp đây là hiện tượng rất bình thường hiện tượng thường xảy ra khi tôi mới học phật tôi quen thầy lý lúc đó tôi không biết gì về phật a di đà Tôi, Tôi chỉ thích quảng học đa văn à, Cho nên đối với kinh luận đại, đại thừa Vô cùng thích thú Sốp. À, à, 30 Học Phật ba mươi năm mới hiểu. Tuy hiểu nhưng không thấu triệt. Cũng siêng năm tu tịnh độ nhưng chưa thấu triệt. Học được bao lâu mới được coi là thực sự rõ ràng minh bạch? năm mươi năm tôi học phật đến nay là năm mươi chín năm thật sự thấu hiểu rốt ráo là tám chín năm gần đây thấu triệt điều này không có gì khác chính là ngày ngày khuôn tập kinh điển đại thừa không có lúc nào rời cuốn kinh không có ngày nào không chia sẻ với mọi người ngày nay chúng tôi ở trên bục giảng là chia sẻ với mọi người báo cáo một chút cảm tưởng một chút tâm đắc học tập của tôi với quý vị Tôi học rất hoan hỷ Càng học càng hoan hỷ Càng học càng, càng, học càng vui Quả thật như trong kinh nói Pháp hỷ sung mạng Thường sanh tâm hoan hỷ thầy giới thiệu cho tôi Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người Bây giờ tôi đã được Vô cùng cảm ơn Thầy Nhưng Nếu Thầy giáo không chỉ ra con đường này Đời này tôi sẽ sống rất đau khổ ở thế gian Làm gì có an vui hạnh phúc Chúng ta cũng thấy rất nhiều những năm lại đây có rất nhiều người học phật họ không đạt được hạnh phúc an vui thật sự vì sao vậy vì họ không học thật bởi vậy học phật là phải y giáo phụng hành mới được phương hướng phải chính xác Mục tiêu phải kiên định Trường thời phương tu Không được lơ là dù chỉ một ngày Tôi thường nói với quý vị Tôi thuộc hàng Trung Hạ căn Tánh Không phải Thượng căn nếu là trường căn thì từ lâu đã ngang hàng với các đời tổ sư chúng ta so với các bậc tổ sư còn thua quá xa cho thấy được sự thù thắng của phật pháp nên nói trú trong pháp đặc biệt niệm Phật A Di Đà nghĩa là trú trong pháp đặc biệt. Nhưng ngày nay được mấy người thật sự trú trong pháp đặc biệt, chúng ta quan sát thấy không nhiều. Quý vị xem lời đó cử chỉ bình thường của họ, trung tâm họ quá nhiều tạp niệm. Không trú trong Pháp đặc biệt Nếu tâm họ chỉ có Phật A di đà Ngoài ra không còn gì cả Tôi nói với quý vị là cảnh giới gì Bất luận người khác nói gì Họ nghe đều là Phật hiệu Những gì mắt họ nhìn thấy Trong lòng họ nghĩ Tất cả chúng sanh đều là Phật A-di-đà người này trú trong pháp đặc biệt những đạo lý những chân tướng sự thật này tôi đều biết đại khái tôi phải thêm vài năm mới có thể đạt đến cảnh giới này hiện nay tôi đối với vấn đề này hoàn toàn không có nghi ngờ Chúng ta xem tiếp phần kinh văn Chú, chư Phật sở trú đạo sư chi hành Tối thăng chi đạo Bên Chúng dưới chắc là chắc giải thích câu kinh văn này Phật sở trú Chúng ta xem Phật ở đâu Tình ảnh sở nói Nơi chỗ Phật trú Là Niết Bàn Thường Quả Chư Phật cùng trú Ngày nay Thế Hùng Thế Hùng là Đức Thế Tôn Trú ở nơi này Trú Đại Niết Bàn Có thể khởi hóa dụng Hóa là tác dụng giáo hóa chúng sanh Ông nói không sai đây cũng là điều bồ tát cần phải học tập niết bàn thường quả chư phật cùng trú câu này nghĩa là gì niết bàn là bất sanh bất diệt ở trước chúng ta đã học Thông thường để dùng hai chữ viên tịch để giải thích Viên là viên mãn Tịch là thanh tịnh tịch gì Chúng ta nghe xong Đặc biệt là hàng sơ học Không cách nào lãnh hội được ý này Dùng cái nói cạn cợt nhất của chúng ta để nói Mọi người dễ hiểu Thì thanh tịnh tịch diệt phiên mãn là gì? Là lục căng chúng ta đối với cảnh giới lục trần bên ngoài Mắt thấy sắc Tai nghe âm thanh mũi ngửi hương lưỡi nếm vị thân và ý tiếp xúc tiếp xúc cảnh giới bên ngoài thật sự đạt được không khởi tâm không động niệm vừa rõ ràng vừa thấu triệt không khởi tâm không động niệm đây là cảnh giới biết bàn thường quả không phải rời xa Rời xa mà vẫn khởi tâm động niệm Vẫn còn vọng tưởng Vẫn đang tạo nghiệp Quý vị nghĩ đến việc tốt Việc lợi ích chúng sanh là tạo nghiệp thiện Việc tổn hại chúng sanh là đang tạo nghiệp Vẫn là đang tạo nghiệp Làm sao để họ được giống như Pháp Thân Đại Sĩ Không khởi tâm, không động niệm có, rất khó Bậc đặc dĩ mới cầu cái thứ hai Không làm được Phật sở trú Thì học Bồ Tát Bồ Tát có khởi tâm động niệm Không có phân biệt chấp trước Dễ hơn Phật nhiều Nếu không được Không được nữa thì chọn cái sao? Đó là học theo A-la-hán Không chấp trước A-la-hán có khởi tâm động niệm Có phân biệt Nhưng họ không chấp trước Nói cho chư vị biết Không chấp trước là không có phiền não Trên đề kinh dạy chúng ta tu hành theo năm chữ Thanh tịnh bình đẳng giác thì a la hán đạt được thanh tịnh vì sao vậy vì họ không có phiền não đã phá chấp trước đối với tất cả pháp không còn chấp trước a la hán không chấp trước bồ tát không phân biệt chư phật như lai không cởi tâm đồng niệm phải như thế nào mới có thể luyện thanh tôi tin rất nhiều người muốn biết dùng phương pháp gì có thể luyện thành công nói cho chư vị biết trú trong pháp đặc biệt sẽ luyện thành công trong tâm là gì là a di đà phật ngoài câu a di đà phật ra đều không có gì cả bất luận là học thanh văn học duyên giác học bồ tát hay học phật Quý vị đều thành tựu Mà còn thành tựu rất nhanh Phương pháp này rất bí mật Ngày nay tôi mở ra bí mật này Quý vị cần phải biết Đây là mật pháp của Đại Thừa Sẽ rất có hiệu quả <laughs> Chư Phật đồng trú Ngày nay Đức Thế Tôn trú ở nơi đây Chính là trú nơi chỗ của chư Phật Trú Đại Niết Bàn Có thể khởi hóa dụng Hóa là giáo hóa chúng sanh Có duyên trong mười Pháp giới thân hành ngôn giáo họ đều làm được cần phải hiểu được đạo lý này nếu vào được cảnh giới này quý vị sẽ được đại tự tại hồi sớm nói Nơi Phật trú Bất nhị thừa Bồ Tát có thể đạt được Bất này có nghĩa là phi Tức không phải nhị thừa Bồ Tát có thể đạt được Cổ nhân dịch kinh thường dùng hai chữ bất nhị Không phải Bồ Tát nhị thừa Chúng ta không hiểu lắm Dùng cách đó hiện nay Nghĩa là phi Thì mọi người sẽ dễ hiểu hơn chính là không phải nhị thừa bồ tát có thể đạt được thêm vào một chữ cũng được sẽ rất rõ ràng thật vậy ý nghĩa tôi vừa mới nói đều đã nói quý vị xem phật không khởi tâm không động niệm bồ tát thanh văn duyên giác không làm được họ khởi tâm động niệm Bồ Tát cao hơn thanh văn duyên giác Bồ Tát không có phân biệt Thanh văn duyên giác có phân biệt Nhưng không có chấp trước Tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước đều có Chính là phàm phu lục đạo Trong lục đạo Bao gồm trời sắc giới và trời vô sắc giới Phiền não có sắc giới và vô sắc giới thiên Hình như họ không khởi hiện hành Đó là đình công của họ đã khống chế được nó Nếu như định công mất đi Thì tập khí phiền não của họ lại hiện ra Cho nên đình của họ không phải thật Phật giáo không gọi nó là tam muội Vì sao vậy? Vì nó sẽ mất Sau khi đạt được vĩnh viễn không mất Thì mới gọi là tam muội Định mà A-la-hán đạt được không bị mất Nên ở trong hội lăng nghiêm Đức Phật gọi nó là cửu xứ đệ định Đây là nói định công càng sâu Họ là tầng thứ chín Tứ thiền là bốn thiền trước Tứ không định Là tứ thiền trở lên Cho nên tổng cộng có tứ thiền Tứ không Tất cả là bác định Thông thường thì chúng ta gọi là tứ thiền bác định Tám thứ lớp này không gọi là tam muội Vì nó sẽ bị mất khi định công mất đi tập khí viện não lập tức hiện hành cho nên họ không ra khỏi luân hồi lục đạo đến đệ cửu định đã là siêu việt vượt thoát luân hồi lục đạo họ sanh đến tứ thánh pháp giới không còn ở trong lục đạo nữa nếu Tâm chúng ta định trên danh hiệu Phật Di Đà Trong tâm chỉ có Phật A Di Đà Ngoài Phật A Di Đà ra không nghĩ gì cả Như tôi vừa mới nói Đó đều là bí quyết tu hành Bất luận là thiện duyên, ác duyên Thuận cảnh, nghịch cảnh đều A Di Đà Phật Trong cuộc sống trong công việc sự sự đổ nhân tiếp phật niệm niệm toàn là phật a di đà những gì ta thấy là a di đà phật nghe được là a di đà phật tất cả những gì tiếp xúc được đều là a di đà phật đây là gì là niệm phật tam muội là vua trong tam muội đây là thiện thăm mật vô thượng trong đại tập kinh đức phật đã nói như vậy nếu nói là mật thì đây là mật pháp vô thượng thừa không giả chút nào cho nên đây là quả thật của pháp đặc biệt chúng ta không thể không biết Đây là chỉ có Phật và Phật mới trú trong Pháp này Không khởi tâm không động niệm là chỉ có Phật và Phật Đức Phật lại nói tam thừa Là tùy theo chúng sanh để dạy Mỗi người trú trong tam thừa Ngày nay theo Phật trú chỗ của mình Nên gọi là trú nơi chỗ của Phật Ở sau nói rất hay đây là sao cùng nói rất hay, Vì Đức Phật Phật hiện ở thế gian Gọi là ứng hóa ở thế gian Hàng thuận thật, thật Tùy hỷ công đức Trong kinh Lăng Nghiêm nói Tuy chúng sanh tâm Ưng sở tri lượng Cho nên Đức Phật Không có nói Pháp nào nhất định Không có Pháp nào để nói Những Pháp Ngài nói Hoàn toàn là phản ứng tâm thái của chúng sanh Tâm thái của chúng sanh Phản ứng tự nhiên của tự tánh Đây mới là chân tướng Đức Phật đoạn chúng sanh Ngài không có thuyết pháp Ngài vĩnh viễn trú trong Đại Niết Bàn Vì sao vậy? Vì xưa nay Ngài chưa từng khởi tâm động niệm Giáo hóa chúng sanh trong mười pháp giới Cũng không khởi tâm động niệm đây thật sự là đặc biệt. Lúc Phật giáo hóa chúng sanh, thấy người trình độ của quý vị là cõi người, thì ngài nói cho quý vị về luân lý đạo đức nhân quả. Nếu trình độ là căn tánh tiểu thừa, ngài liền nói về kinh giáo tiểu thừa. Nếu là căn tánh hàng Bồ Tát Thì Ngài giảng kinh điển Đại Thừa Còn như quý vị là căn tánh nhất thừa Ngài sẽ giảng hoa nghiêm Pháp Hoa nhưng tình độ thì sao? Tình độ thích hợp với tất cả các căn Tam căn phổ bị lợi độn toàn thu Đây là pháp môn không có chứng ngại Bất cứ ai tiếp xúc đều được lợi ích Chỉ cần có một chút thiện căn Khi tiếp xúc đều có thể vãng sanh tịnh độ ngay trong đời này Nếu dùng cái nói thông thường của chúng ta Gọi là quá may mắn Ngay trong đời này quý vị có thể thành Phật Vãng sanh là thành Phật Vì sao vậy? Vì vãng sanh tức là Bồ Tát A Duy Việt Trí Bồ Tát A Duy Việt Trí là thành Phật Thành Phật không phải ta thực sự thành Phật Thần thông đạo lực trí tuệ Là nguyện lực của Phật A Di Đà giá trị Đồng nghĩa nói là Ngài cho chúng ta Ngài gia trì ta có thể khởi tác dụng Nhưng không phải ta thật sự chứng được Quý vị cũng có năng lực giáo hóa chúng sanh Trong mười phương thế giới Như các chư Phật vậy Không có gì khác Pháp môn này vô cùng kỳ diệu Vì tuy họ mà dạy Nên mỗi người đều trú trong Pháp Tam Thừa Ở Nhân Thiên Phật trú trong Pháp Nhân Thiên như khổng tử mạnh tử Là thị hiện trú pháp nhân thiên Tư Thế tôn ở Ấn Độ giáo hóa chúng sanh Trú pháp nhị thừa thanh văn duyên giác Đến giai đoạn sau cùng Nói đến bát nhã hoa nghiêm Đó là trú trong chỗ của Phật sở Mấy câu này là nói thị hiện của Phật. Kim Kim là Phật nói Kinh Vô Lượng Thọ. Ngày nay nói bộ Kinh này là tùy Phật trú trong chỗ của mình. Lúc này Ngài thị hiện không giống những lúc khác. Ngài không trú trong Bồ Tát cũng không phải trú thanh văn cũng không phải trú nhân thiên ngài giảng pháp môn này là trú nơi chỗ của mình trú nơi chỗ của chư phật nên nói trú nơi chỗ của phật cư sĩ hoàng niệm tổ nói ở sau rất hay <laughs> vì sao vậy những Như gì bây giờ Đức Phật nói Tức là bây giờ Đức Thế Tôn giảng bộ kinh này Lúc này Là quả giác của Phật Đây là những gì trong kinh nói Là Ngài tu hành chứng được quả giác viên mãn nhất trong kinh điển Đại Thừa gọi là quả vị diệu giác Là cảnh giới của Phật Nên trú trong chỗ của chư Phật Trong Kinh Kim Cang có hai câu Ngài Huệ Năng ngài đến liền khai ngộ Ưng ừ, vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm Chúng ta so sánh thử xem Hàng thứ hai sau cùng Hai câu sau cùng hàng thứ hai Chú Đại Niết Bàn Nghĩa là ưng vô sở trụ Năng khởi hóa dụng Nghĩa là nhi sanh kỳ tâm Đây là cảnh giới Phật không phải cảnh giới bình thường Ở đây nói Trụ nơi chỗ của chư Phật Đây là ưng vô sở trụ Lưu xuất ra diệu pháp thù thắng này Là nhi sanh kỳ tâm Suy sanh tâm Nhưng họ cũng là vô trụ Nhất định phải biết điều này Bởi thế Bộ kinh này Được hiển lộ ra Từ trong chân như tự tánh Của Đức Thế Tôn Cũng chính là nói Chư Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết Pháp Không thông qua tư duy vì sao vậy tư duy là gì tư duy chính là đệ lục ý thức phân biệt của thức thứ sáu chấp trước của thức thứ bảy nếu thông qua tư duy là ở trong mười pháp giới trong mười pháp giới không tách rời tư duy vì sao thế vì họ dùng tâm thức không phải dùng chân tâm tứ thánh trong mười pháp giới họ dùng tâm thanh tịnh lúc đạo phàm phu là tâm ô nhiễm bây giờ tâm người ô nhiễm đến tận cùng nhìn từ phương diện nào Nhìn từ mặt quả sẽ hiểu Từ quả để thấy nhân Quý vị xem trên mặt quả Xã hội động loạn Đây là quả Không thanh tịnh Tâm thanh tịnh Thì xã hội sẽ rất thanh tịnh Rất hoài hòa Nếu xem từ phương diện y báo Thì địa cầu chúng ta Thiên tai thảm họa xảy ra khắp nơi Đây là xem từ trên quả nếu tâm của mỗi chúng ta đều thanh tịnh Thì địa cầu và thiên đường Mà các tôn giáo khác nói Không có gì khác Cũng rất tương tự Gần giống với cõi đồng cư Ở thế giới cực lạc cho nên đạo lý nhân quả này rất thâm sâu sự tướng của nhân quả rất rõ ràng rất minh bạch đức phật dạy chúng ta đối với bất kỳ vấn đề gì nhìn như thế nào mới chính xác xem tánh của nó tướng của nó xem sự của nó lý của nó sinh nhân của nó quả của nó ít nhất phải quan sát từ sáu phương diện này mới là chánh trì chánh kiến nhìn không sai Những người học Phật không thể không biết điều này Câu ở sau nói rất hay Cho rằng nhân tâm của chúng sanh Đây là Ở trước nói thế giới cực lạc của Phật A-di-đà Nhân quả không hay Lý sự nhất như Ứng hóa trên địa cầu này Khi nói cho chúng ta nghe bộ kinh này Ngài không khởi tâm, không động niệm Tự nhiên hiển lộ ra bộ kinh điển này cho rằng nhân tâm của chúng sanh Chúng sanh dùng bộ kinh vô lượng thọ này là nhân Y giáo tu hành Vạn sanh thế giới Tây Phương cực lạc Chính là quả Đoạn dưới nhân giải lại nói chú trong trọn phụ phật chú trong phổ đẳng tam muội phổ đẳng tam muội và đại tịch định là tên khác của niệm phật tam muội đây là một vị tổ sư của nhật bản Nói rất hay à, Trú phổ đẳng tam muội Phổ là, là phổ thương. biến Đẳng là thương. bình đẳng Phổ đẳng tam muội là gì? Lúc nãy tôi đã nói ý nghĩa này Tôi nói tôi đã ở đây mở rèm bí mật Sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Toàn là A-di-đà Phật Đây chính là phổ Không có phân biệt Không có chấp trước Nhưng có khởi tâm động niệm Không bình đẳng với Phật Nhưng bình đẳng với Bồ Tát nếu đến khởi tâm động niệm cũng không có Sáu căn tiếp xúc với sáu trần là gì? Thật sự là Phật A-di-đà Đây nghĩa là phổ đẳng tam muội tất cả chúng sanh đều bình đẳng với phật a di đà hoàn toàn là thật vì sao vì phật a di đà và tự tánh hiển lộ ra tất cả chúng sanh cũng là tự tánh hiển lộ ra không hai không khác biến pháp giới hư công giới là nhất thể đây là phổ đẳng Làm sao có thể khởi phân biệt chấp trước Đây là điều không thể Chẳng những không khởi tâm phân biệt chấp trước Ta huấn luyện dần dần Không cần thời gian lâu Thì khởi tâm động niệm cũng không có Quý vị thật sự đã trú trong phố đẳng tam muội. Cho nên phổ đẳng tam bụi Thực tế chính là ưng vô sở trụ Trong Kinh Kim Cang nói Thật sự vô sở trụ Biến pháp giới hư không giới là ta Là một tự thể Ở dưới nói phổ đẳng tam bụi Và đại tịch định Là tên khác của niệm Phật tam bụi gọi là phổ đẳng tam muội đại tịch định hay gọi là Địa phật tam muội đều là cùng một ý nghĩa là một không phải hai từ chỗ này quý vị cần phải có một ít lãnh hội mới biết được kinh vô lượng thọ không thể nghĩ bàn phần lượng của kinh không nhiều nhưng nói một cách thấu triệt một cách minh bạch chúng ta cùng nhau chia sẻ là niềm vui bậc nhất trong thiên hạ có nhiều người nói tuổi ta thì quá lớn giảng kinh rất vất vả hạnh phúc vô cùng Có gì vui hơn giảng kinh Đọc kinh, chia sẻ Niềm hỷ duyệt này không thể lãnh hồi được Mượn một câu nói của Đức Phật Là chỉ có chứng được mới biết Bản thân chưa nhập vào cảnh giới này Thì không sao lãnh hội được Lãnh hội rồi thì mới cảm nhận được câu nói của khổng tử Học nhi thời tập chi di bất diệt duyệt hôn Nhưng niềm vui của ông không bằng pháp hỷ Như vậy cũng rất khó được Chúng ta có thể lý giải nó Chư Phật ba đời đều trú trong niệm Phật này Niệm Phật bên dưới có nói Phải thêm vào chữ Tam Bụi Niệm Phật Tam Bụi Nên gọi là Phật Sở Trú Ngày nay Đức Phật vì nói Pháp môn niệm Phật Mà trú trong niệm Phật Tam Bụi Câu này đã nói ra tất cả Chư Phật ba đời Ba đời là nói đời quá khứ Đời hiện tại và đời vị lai Tất cả chư Phật trú ở đâu Đều trú trong tam muội này Tam muội này là gì Ở đoạn kinh trước có nói Phật, Phật Phật tương niệm Trong này đã lộ ra cho chúng ta một tin tức quan trọng Chính là niệm Phật thành Phật Điều này không thể không biết Hiểu được câu này rồi Thì quý vị sẽ khoát nhiên đại ngộ Niệm gì thì thành như vậy Niệm Bồ Tát thành Bồ Tát Niệm A-la-hán thành A-la-hán Niệm phú quý được phú quý Niệm trường thọ được trường thọ. Đệ tử Phật môn có cầu tới có ứng. Ai cho chúng ta? Là niệm lực của chính mình cho. Đạo lý này được các nhà lượng tử lực học khẳng định. Trong Phật giáo nói, tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh tất cả pháp từ niệm lực sanh. Ngày nay thế giới vì sao biến thành như vậy? Con người sống một cách khổ sở. Không đáng. xã hội cũ ngày xưa không có khoa học kỹ thuật con người không có sung túc như vậy ngày tháng sống rất vất vả nhưng họ rất an vui sống trong thơ tình họa ý người bây giờ thì giàu có khoa học kỹ thuật phát triển tiện lợi biết bao thế nhưng vì sao họ vẫn sống rất khổ nguyên nhân là gì tóm lại mà nói đây cũng là mấu chốt để giải quyết vấn đề còn người đã lơ là giáo dục luân lý đạo đức nhân quả của thánh hiếu Cũng chính là nói Quý vị không có giáo dục Luân lý, đạo đức, nhân quả của Thánh Hiền Bất luận quý vị tạo ra của cả như thế nào Phát triển khoa học ra sao Đều không an vui Xã hội luôn động loạn Không cách nào đạt được sự hài hòa Nên giáo dục này Trên toàn thế giới Nói thật Đến người phương Tây cũng thừa nhận Chỉ có cổ nhân có trí tuệ Biết cách giáo dục Hiểu được phương pháp Họ có kinh nghiệm Có thành quả Ngày nay toàn thế giới Trước đây chúng tôi từng tham gia không ít hội nghị quốc tế Mấy ngày trước Liên Hiệp Quốc tổ chức Hòa bình Tôn giáo Thế giới Có gửi thư đến mời tôi Hội nghị lần này là một hội nghị chuẩn bị kế hoạch cho sang năm Mở một đại hội tôn giáo của toàn thế giới Tôi nhận được lời mời này Cần nói với họ những gì Chính là nhắc nhở mọi người Không có phương pháp nào khác Có thể khóa giải được xung đột Có thể mang đến hòa bình an định cho thế giới vì trong giáo dục tôn giáo là giáo dục phổ dị, chính là đường lý đạo đức nhân quả, nó quan trọng hơn bất kỳ phương pháp nào. trước đây khi tôi gặp thủ tướng mà cấp Địch của Malaysia. Gặp lần đầu tiên Ông liền đưa ra vấn đề này Ông hỏi tôi Thế giới này còn có hòa bình chăng? Tôi nói với ông ta Thật sự làm tốt việc giáo dục làm tốt giáo dục cổ thánh thiên hiền và tôn giáo thì vấn đề giải quyết được ngay không được lơ là nền giáo dục tôn giáo hai chữ tôn giáo này nghĩa tiếng trung giải thích rất hay mười mấy năm gần đây tôi đều có tiếp xúc với tôn giáo thế giới nói cho họ nghe về cách giải thích của hai chữ tôn giáo này không có ai không hoàn hỷ Thế nào là tôn Thế nào là giáo Tôn giáo là gì Có ba vấn đề Chữ tôn này Trong từ vựng của Trung Quốc Quý vị tra từ điển có thể thấy Nó được giải thích như thế nào Nghĩa thứ nhất là chủ yếu Thứ hai là quan trọng Thứ ba là tôn sùng Đây là nghĩa của chữ tôn Còn chữ giáo thì sao? Giáo là giáo dục Dạy học Giáo khóa Hợp hai chữ tôn giáo lại là gì? Là nền giáo dục quan trọng Dạy học chủ yếu Và giáo hóa tôn sùng Quý vị xem ý nghĩa rất hay tôn, tôn giáo phải chăng là thật Đúng vậy là thật Hàng nghĩa danh từ trong tôn giáo của người phương Tây Thì tôi không biết nhưng đối với cổ nhân Từ chỗ này ta thấy được trí tuệ của họ Chúng tôi trình bày lại cách giải thích Về hai chữ tôn giáo này với Liên Hiệp Quốc Và khắp các nơi Không ai không hoan nghỉ Không ai không tán thán. Ngày nay tôn giáo sẽ ra vấn đề Vấn đề ở đâu Lơ là việc dạy học Quá coi trọng nghi thức Cầu nguyện Những kinh sám Phật sự trong Phật giáo Bao gồm chúng ta đề xướng tam thời hệ niệm Đều thuộc về cầu nguyện Cầu nguyện có hiệu quả không? Hiệu quả không phải không có Nhưng nó là trị ngọn không trị gốc Giáo dục của tôn giáo Dạy học của tôn giáo là trị cả gốc lẫn ngọn bởi vậy cần phải đề xướng nền giáo dục tôn giáo phải thành lập trường đại học tôn giáo đoàn kết tôn giáo tôn giáo sẽ đem đến sự an định hòa bình cho toàn thể nhân loại trên thế giới phải tổ chức tôn giáo văn hóa đa nguyên đoàn kết các dân tộc mỗi dân tộc đều có văn hóa của họ mỗi dân tộc đều có nền văn hóa ưu tú riêng đáng để cho chúng ta học tập đều có thể giúp chúng ta nâng cao phẩm chất đời sống bây giờ mọi người như một tổ ong Mắt chỉ nhìn thấy khoa học, không nhớ đến giáo dục nữa. Thật ra, giáo dục và khoa học hổ tương nhau mà thành tựu. Nặng về khoa học mà bỏ quên tôn giáo không cần đến. viên phức xuất hiện ngay. Nếu mọi người có thể xem nền giáo dục tôn giáo giống như khoa học, trọng lượng ngang nhau, thậm chí là hơn cả khoa học, được vậy thì thế giới vô cùng tốt đẹp Địa cầu này sẽ trở thành thiên đường Địa cầu chỉ là thế giới cực lạc Có người cần có nhận thức còn phải làm gương cho nhân loại nói theo Họ mới tin được Không có tấm gương tốt Nói với họ thì họ cũng bán tính bán nghi Trước đây chúng tôi có làm thí nghiệm 3 năm ở Thang Trị Đó là điển hình Đã làm thành công Người đến xem Bạn bè đi Hiệp Quốc có đến xem Họ tin Trung Truyền thống văn hóa xưa Và giáo dục tôn giáo thật sự giải quyết được vấn đề cho nên liên hiệp quốc đến tìm tôi muốn đến xem một chuyến vì sao vậy đây là điều quan trọng nhắc nhở chúng ta coi trọng nền giáo dục tôn giáo coi trọng nền giáo dục mới có thể thật sự giải quyết được những vấn đề này đó là gì là vấn đề của con người chư vị nên biết không phải vấn đề chế độ điển chương chế độ điển chương là thuộc về pháp. nếu không ai chấp hành pháp thì pháp đó là không không khởi tác dụng nếu con người là người tốt thì dù pháp bất thiện Họ vẫn làm những việc tốt đẹp Như lợi nhà, lợi nước Lợi ích nhân dân Họ làm ra những việc lợi ích Còn như có người không tốt Thì dù chế độ điện trường có tốt đến mấy Họ vẫn làm chuyện xấu như thường Hại nước, hại dân Đạo lý này không thể không hiểu Giáo dục Phật giáo Chính là tận thiện tận mỹ Khi tôi mới học Phật đã đưa ra Giáo dục Phật giáo là gì? Là giáo dục của chính Pháp giới Chí thiện viên mãn Đối với Phật Pháp tôi có tư tưởng này Đó Lời này tôi nói vào 59 năm trước Không phải bây giờ mới nói Sau cùng là Chư Phật ba đời đều trú trong niệm Phật Nên gọi là trú trong chỗ của Phật Ngày nay Đức Phật vì nói pháp môn niệm Phật Mà trú trong niệm Phật tam muội Chân giải nói càng gần với tôn chỉ của Kinh hơn nên ở trong kinh này chúng ta học được rất nhiều thứ hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ Nam mô A Di Đà Phật thank you